ngày 15 tháng 8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 bằng hình thức trực tuyến với gần 75.000 đại biểu dự, trên 2.000 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Định Hóa, có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban dân vận huyện ủy, Trung tâm chính trị, các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện. Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024. Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã thông tin tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh thành, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền hai nội dung chuyên đề được thông tin tại hội nghị, tập trung tuyên truyền cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật đất đai năm 2024, tuyên truyền kế hoạch tổ chức cuộc thi để cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực hưởng ứng, góp phần đưa luật đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống.